Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Steven Trần Financial, chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần, gọi ngay 714-791-2222. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Tân Xanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình Việt Face Today được phát hình vào ngày hôm nay. Thay lời Diệp và anh Dũng xin trân trọng kính chúc quý khán giả ngày thứ hai 20 tháng 5 2024 một ngày dồi dào sức khỏe, và sức khỏe sẽ giữ cho chúng ta nguyên tuần lễ làm việc. Xin kính chào thầy Lâm. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Chắc là có điều gì đang vui thôi, ra ta cười mỉm chi. Có cười mỉm chi tại anh nhắc đến chút sức khỏe đó, mà sức khỏe hôm nay có người hơi bị yếu. Tôi mới nghe bạn nói là cuối tuần giờ đưa mẹ đi chơi mà thấy hơi mệt ở trong người. Tức là sức khỏe không có tốt lắm đúng chưa? Right. Mà thanh niên thì thường thường có đi khám sức khỏe đều đặn không? Một năm có đi thử máu một lần không? Hình như 10 năm rồi chưa đi. Cho nên là cũng phải cẩn thận cái điều đó. Không có nên xem thường. Xin cảm ơn anh Dũng. Thưa quý vị, để bước vào với bản tin trong phần này là tin liên quan đến việc hình ảnh của chiến hạm USS Kearny đã cập cảng sau nhiều tháng phục vụ ở các mặt trận ở bên Trung Đông. Thì chiến hạm USS Kearny đã cập cảng, được đón tiếp bởi hơn 500 thành viên trong gia đình của thủy thủ đoàn đã đứng đợi tại tiểu bang Florida, bến cảng tại tiểu bang Florida để mà đón chào chiến hạm này trở về lại cảng nhà. Chiến hạm USS Kearny được triển khai đến khu vực Trung Đông vào tháng 9 vừa qua, 10 ngày sau khi mà chiến hạm này tới được khu vực Địa Trung Hải thì lực lượng khủng bố Hamas đã tấn công Israel và khiến cho nó gặp nhiều những cái công tác mà không ngờ trước, và bao gồm luôn chiến hạm này phải bắn nhiều đợt hỏa tiễn nhắm vào tổ chức khủng bố Houthi trong khu vực Hồng Hải để mà kiềm chế tổ chức này không tiếp tục tấn công vào các thương thuyền dân sự ở trong khu vực Địa Trung Hải. Và trong nhiều tháng coi như là công tác, chiến hạm này trong cuối tuần vừa qua đã trở về lại bến cảng nhà. Những tin tức cập nhật mới nhất liên quan đến vụ xả súng tại thành phố Savannah, Georgia vào ngày thứ Bảy vừa qua, thưa quý vị, trong một khu vực lịch sử của thành phố, mà nơi này cũng được ghi nhận là nơi có cuộc sống về đêm rất là nổi tiếng ở tại thành phố này, tại Georgia. Vụ xả súng hàng loạt tại trung tâm diễn ra sau 3 năm không có bất kỳ một cái sự kiện nào. Cảnh sát trưởng của thành phố Savannah, Lanny Gunter, thì cho rằng theo những gì mà cảnh sát đã thu thập được cho đến lúc này thì sự việc đã bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp giữa hai phụ nữ tại một cơ sở trong khu vực, và sau đó thì nó đã lan ra ngoài một cái quảng trường. Cuộc tranh chấp đã trở nên lớn hơn, và không may là trong cái lúc mà nó đưa ra những cái tranh chấp như vậy lời qua tiếng lại thì có người đã có mang theo súng trong khu vực đó. Một phát súng đã nổ lên và khiến cho những người khác cũng bắt đầu nổ súng trở lại, và cảnh sát đã phải yêu cầu ngay lập tức đã đến hiện diện tại hiện trường và đã can thiệp vào cái sự việc này. Tất cả những cái may mắn là đều những cái người mà xả súng lẫn nhau này thì đều không, chỉ bị thương thôi chứ không có ai thiệt mạng. Thị trưởng Van Johnson tại thành phố Savannah nói rằng trong cái lúc này thì tất cả mọi cái sự gây sự hoặc là tranh chấp ở trong địa phương thì cần phải dẹp bỏ. Nếu như bất kỳ cái sự việc nào đang diễn ra thì mọi người không nên tụ tập lại đông để hiếu kỳ, mà nên trở về nhà của mình hoặc là đi ra khỏi những cái địa điểm tụ tập như thế để có thể tránh những cái sự kiện giống như ở tại thành phố Savannah vào tối thứ Bảy ngày qua.
Người ta vẫn đang tìm hiểu cái nguyên nhân chính của nó, nhưng qua một số các cái thông tin thì cũng cho thấy rằng nó phát xuất, cái vụ xả súng là phát xuất từ những cái vụ tranh chấp lời qua tiếng lại. Hàng trăm người xuống đường ủng hộ cho cộng đồng Palestine đã đứng lên để mà biểu tình phản đối chính sách của Hoa Kỳ, và họ đã tuần hành xuyên qua thủ phủ Austin của tiểu bang Texas trong ngày Chủ nhật hôm qua để tưởng niệm 76 năm sự kiện Nakba. Thưa quý vị, sự kiện Nakba là một trong những cái sự kiện mà đánh dấu việc mà hàng trăm ngàn người dân Palestine bị ép phải rời bỏ quê hương của họ sau khi quốc gia Israel được thành lập sau đệ nhị thế chiến. Những người tổ chức cái sự kiện biểu tình này tại thành phố Austin, tiểu bang Texas đang kêu gọi phải có một cuộc ngưng bắn trong dải Gaza, và họ nói rằng là họ sẽ không có nghỉ hay là họ không có ngưng những sự phản đối bất bạo động của họ cho đến khi nào mà bạo lực ở trong dải Gaza được kết thúc. Red Lobster là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ, nơi nhà hàng này cung cấp những cái món hải sản như là tôm và tôm hùm với giá cả phải chăng đến với tầng lớp trung lưu ở tại Hoa Kỳ, và nó đã phát triển bao nhiêu năm qua. Hiện nay nó cũng đã phát triển thành một chuỗi nhà hàng hải sản lớn nhất trên thế giới, thì trong ngày hôm qua đã chính thức nộp đơn khai phá sản. Công ty này cho biết là họ đang có khoản nợ hơn 1 tỷ Mỹ Kim và có ít hơn 30 triệu Mỹ Kim tiền mặt ở trong ngân quỹ của mình. Và Red Lobster có kế hoạch để bán hoạt động kinh doanh cho những người hiện nay là những người chủ nợ của họ. Và đổi lại thì Red Lobster sẽ có thể nhận được cái nguồn tài chánh để có thể duy trì hoạt động của mình. Và Red Lobster dự kiến sẽ tiếp tục đóng cửa một số các nhà hàng trong thời gian này. Red Lobster được biết đến với món bánh Big We Cheddar Bay, chân cua và các cái món tôm. Và những cái thực đơn của Red Lobster cũng đã nổi tiếng trong cái giới bình dân của Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Năm 2016 thì ca sĩ Beyoncé đã đề cập đến Red Lobster trong bài hát Formation của cô. Nó chứng tỏ rằng là Red Lobster là một cái thương hiệu, một nhà hàng rất là phổ thông trong cái sinh hoạt, trong đời sống của người Mỹ. 578 nhà hàng trên khắp 44 tiểu bang, kể cả Canada, Red Lobster phục vụ khoảng 64 triệu khách hàng mỗi năm, đồng thời thu về cái doanh thu mỗi năm là khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Và tại sao trong cái thời gian này mà lại cái doanh số bán hàng lại thấp xuống như vậy và phải nợ đến 1 tỷ Mỹ Kim, trong khi trong ngân quỹ của mình chỉ còn khoảng 30 triệu Mỹ Kim? Thì đó là một cái điều mà người ta đang hướng đến để xem những cái hoạt động vừa qua của Red Lobster như thế nào. Công ty Target đang có một cuộc mà gọi là giảm giá hay là đại hạ giá cho hơn 1.500 các món hàng mà công ty Target đang bán ra. Chính sách mới đại hạ giá của công ty Target hy vọng rằng là những người tiêu thụ đang chán nản với vấn đề lạm phát vẫn tiếp tục tăng cao sẽ trở lại với công ty Target để mà mua những mặt hàng bao gồm như là thực phẩm cho đến những thứ gia dụng trong nhà như là xà bông, giặt áo quần, vân vân. Đây là trong chiến dịch mới nhất để mà khuyến khích người tiêu thụ trở lại với công ty Target để mua đồ. Dù rằng trước đây Target cho biết rằng là với cái tỷ lệ bán hàng của họ vẫn phát triển, nhưng vì vấn đề lạm phát người ta mua không nhiều như trước đây. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã nghe tin tức và đã chứng kiến những cơn bão lốc hoặc là những cái cơn mưa lũ đã diễn ra ở nhiều tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Và tại Houston, Texas và một số các thành phố khác ở tại Texas cũng đã chứng kiến những cái đợt mưa lũ như vậy, mưa bão đã dồn dập xảy ra. Và tại Houston, như trong bản tin đó thưa quý vị, thì đã có 7 người thiệt mạng trong những cái cơn mưa bão vừa qua. Ngày hôm qua thì một trận mưa đá mà nó mang theo những cái quả đá theo giống cái size của một cái quả đánh, một quả banh golf, và gió đã diễn ra khoảng 82 dặm một giờ đã gây ra một số các thiệt hại nặng nề ở tại Kansas vào ngày Chủ nhật vừa qua.
Các quan chức tại thành phố ở Russell cho biết là các cơn bão dữ dội đã làm gãy đổ một số nhà cửa, các cột điện, cây cối, san bằng ít nhất là 3 tòa nhà và làm mất điện một khu vực rộng lớn. Thành phố đã phải mở một cái trung tâm hoạt động khẩn cấp và đồng thời phải tìm kiếm ngay lập tức một cái trung tâm để cho những người có thể tạm trú qua đêm sau những cái thiệt hại về nhà cửa của mình. Hiện nay thì các đội khảo sát đang đánh giá toàn bộ cái thiệt hại ở trong khu vực của thành phố Russell ở tại Kansas. Các lực lượng hiện nay cũng bắt đầu đã dọn dẹp các cái sự đổ vỡ và các mảnh vụn trên những con đường đã bị ngăn chặn vì những cái cành cây hoặc là những cái bị gió thổi tốc mái hoặc là bất cứ những cái mảnh vụn nào. Khu học chánh địa phương đã phải hủy các lớp học vào ngày hôm nay thứ hai vì những thiệt hại này. Trở lại với bản tin của Vietfax Today với anh Dũng và Thái Lê Diệp, thưa quý vị, là tin liên quan đến chiếc tàu Dali vẫn còn đang bị mắc cạn ở trong bến cảng Baltimore sau 2 tháng mà nó đã đâm vào chân cầu của Francis Scott Key. Lực lượng dọn dẹp cái khu vực này cho biết rằng là trong những ngày tới đây chiếc tàu Dali sẽ được cho nổi trở lại và nó sẽ được kéo đến một cái khu vực khác từ cái nơi mà nó làm sập cái cầu khoảng chừng 2.5 dặm cách cái bến cảng Baltimore. Đây là một trong những bước quan trọng để có thể tái mở cửa trở lại cái bến cảng của Baltimore, nơi mà nó có rất nhiều những cái hoạt động thương thuyền. Thì quý vị đang thấy đây là hình ảnh của những chiếc tàu mà gọi là đang đẩy chiếc Dali đi tới một cái khu vực khác chứ không để cho nó đứng giữa ngay trên cái tuyến đường đi vào trong bến cảng Baltimore nữa. Nên nó có thể khai thông cái luồng hải hành ở trên cái sông này, thưa quý vị, để có thể các tàu bè khác có thể qua lại và tiến vào cái hải cảng Baltimore. Trở lại với vụ án của cựu tổng thống Donald Trump liên quan đến vụ án tiền bịt miệng, thì ngày hôm nay thứ hai sẽ trở lại bắt đầu với các phiên tòa. Và người ta nghĩ rằng một số các nhà nhận định thì nói có thể là phiên tòa sẽ kết thúc trong tuần lễ này nếu mọi thứ diễn ra theo đúng như lịch trình và theo những cái sự phán quyết của thẩm phán Juan Merchan. Trong nhiều tuần lễ vừa qua thì người ta đã chứng kiến là cựu tổng thống Donald Trump đã ngồi im lặng trong phòng xử án tại New York, trong khi các nhân viên cũ, các cộng sự ra làm chứng trong những phiên tòa và cái phiên tòa xét xử tiền bịt miệng. Ngày hôm nay thứ hai thì cựu tổng thống đã trở lại phiên tòa. Chúng ta thể thấy những hình ảnh. Và trước khi đi vào trong phòng tòa thì ông cũng đã đứng lại để tuyên bố một số điều với các phóng viên. Người ta hiện nay chưa rõ rằng liệu là cựu tổng thống sẽ có đứng ra để tự mình làm nhân chứng trong cái vụ xử này hay không. Mặc dù là ông đã nói trước khi phiên tòa bắt đầu trong ngày hôm nay là ông ấy dự định sẽ đứng ra làm chứng, nhưng mà luật sư Todd Blanche của ông ta đã nói với thẩm phán vào tuần trước rằng điều đó thì không có chắc chắn. Bên ngoài phòng xử án ngày hôm nay thì cựu tổng thống nói với các cũng không có tuyên bố là mình sẽ có đứng ra để làm chứng hay không. Khi bắt đầu phiên tòa vào ngày hôm nay, thẩm phán Juan Merchan cho biết là ông mong đợi bên công tố và bên bào chữa sẽ kết thúc phần trình bày và đưa đến những kết luận của họ trong tuần lễ này, và có thể sẽ còn đưa ra những lập luận cuối cùng vào tuần tới. Như vậy là theo cái bản tin này thì có thể cái vụ án này sẽ còn diễn ra vào tuần tới. Người ta thấy là cựu tổng thống năm nay 77 tuổi lên tiếng chỉ trích phiên tòa là một cái nỗ lực có động cơ chính trị nhằm cản trở các nỗ lực giành lại tòa Bạch Ốc từ tay tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 5 tháng 11 tới đây. Bên trong phòng tòa thì cựu tổng thống đang ngồi ở bàn của bị cáo và nghe bà Stormy Daniel kể về cái thời gian mà họ đã có những cái cuộc gặp gỡ mà chúng ta đã biết rồi. Thì ngày hôm nay phiên tòa sẽ bắt đầu xử lại và chúng ta sẽ chờ đợi những cái tin tức vào buổi chiều nay sau khi phiên tòa kết thúc sẽ có những diễn biến mới như thế nào. Và thưa quý vị, sau đây là hình ảnh của tân tổng thống Đài Loan, ông Lai Ching-te, đã chính thức làm lễ nhậm chức vào ngày thứ hai hôm nay theo giờ địa phương tại thủ đô Đài Bắc. Ông thay thế cho tổng thống Thái Anh Văn, người mà đã phục vụ tổng thống 2 nhiệm kỳ kể từ năm 2016 và không được quyền ra tái tranh cử nữa. Tổng thống Lai trước đây cũng đã là phó tổng thống cho tổng thống Thái Anh Văn và ông thuộc đảng cầm quyền dân chủ, một đảng mà rất là mạnh mẽ trong việc
kêu gọi không bao giờ mà gọi là sát nhập với lại Trung Quốc, và ông dự trù sẽ có một cái bài diễn văn trước quốc dân vào ngày hôm nay. Những tin tức mới nhất liên quan đến việc là chiếc máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran, thì cho đến ngày sáng sớm ngày hôm nay thì người ta đã xác nhận rằng Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của nước này đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng diễn ra ngày hôm qua. Tất cả 7 người khác trên máy bay cũng đã thiệt mạng. Theo những cái nguồn tin bán chính thức từ Iran, thì thi thể của các nạn nhân hiện nay đang được chuyển đến thành phố Tabriz ở Iran. Chiếc máy bay bị rơi vào đầu giờ chiều ngày Chủ nhật khi nó đang bay qua một khu vực ở tỉnh phía đông của quốc gia Azerbaijan của Iran. Lãnh tụ tối cao của Iran là ông Ayatollah Ali Khamenei đã công bố 5 ngày quốc tang và chính thức bày tỏ lời chia buồn. Những cái đoạn video clip là những cái đoạn video sáng sớm ngày hôm nay CNN đã đưa lên cho thấy là các đội cấp cứu đã tiến được đến bên chiếc xác máy bay. Và cái phần cái clip sau thì chúng ta sẽ thấy là họ đã bắt đầu di chuyển những cái thi thể ra khỏi cái khu vực này. Với cái chết đột ngột của Tổng thống Ebrahim Raisi thì chế độ Iran bất ngờ đã phải đối mặt với việc là phải tổ chức bầu cử để bổ nhiệm cho người kế nhiệm. Tính cho đến ngày hôm nay đó, thì người ta đã thấy rằng hiện nay phó tổng thống là ông Mohammad Mokhber đã được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời cho Iran, trong khi chờ đợi những cái cuộc bầu cử sắp tới. Chắc chắn là sẽ có nhiều diễn biến hơn trong những ngày sắp tới liên quan đến những cái cuộc bầu cử như thế này tại Iran. Nhà sáng lập ra tổ chức WikiLeaks, ông Julian Assange đã may mắn thành công trong việc kháng án về cái lệnh mà đưa ông về từ nước Anh trở lại Hoa Kỳ để mà đối mặt với những các bản án liên quan đến vấn đề gián điệp. Một tòa án tối cao ở tại London trong ngày thứ hai hôm nay cho phép ông Julian Assange được kháng án quyết định của tòa cấp dưới để mà đưa ông về lại Mỹ. Và cái quyết định này của tòa án tối cao của nước Anh sẽ cho phép người đàn ông 52 tuổi này có thêm thời gian để mà thách thức những quyết định pháp lý mà để chuyển ông trở lại về Hoa Kỳ, nơi mà ông có thể phải đối mặt với nhiều các cáo trạng liên quan đến chia sẻ các thông tin tình báo tối mật của đất nước. Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế, ông Karim Khan của Tòa án Quốc tế ICC đang ra lệnh để xin bắt giữ các vụ bắt giữ các nhân vật liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10 tại Israel và cuộc chiến tại Gaza hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên Christian Amanpour của CNN, ông Khan cho biết là ông đang xin lệnh để bắt giữ thủ lãnh của Hamas là Yahya Sinwar, người đã chịu trách nhiệm khởi động cuộc chiến kể từ ngày 7 tháng 10 từ lực lượng Hamas tấn công vào Israel tại dải Gaza làm thiệt mạng đến 1.200 người. Đồng thời cũng xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu với cáo buộc là tội ác chiến tranh chống lại loài người, khi mà các ghi nhận cho thấy rằng đã có trên dưới 35.000 người Palestine đã thiệt mạng từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay. Hiện nay thì công tố viên Khan cũng đang xin lệnh bắt giữ hai thủ lãnh hàng đầu khác của lực lượng Hamas và Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Yoav Gallant. Lệnh truy nã các chính trị gia của Israel đánh dấu lần đầu tiên mà tòa quốc tế nhắm vào lãnh đạo cao nhất của một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Các cáo buộc chống lại Thủ tướng Netanyahu cũng bao gồm những cái cáo buộc là gây ra sự tiêu diệt, gây ra nạn đói như là một phương thức chiến tranh, bao gồm cả việc từ chối cung cấp viện trợ nhân đạo và cố tình nhắm vào thường dân trong những cuộc xung đột diễn ra tại Gaza. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, như trong phần tin chúng tôi đã gửi đến cùng quý vị sáng sớm ngày hôm nay thì cựu Tổng thống Donald Trump đã hiện diện ở tại tòa New York để chuẩn bị cho một tuần lễ mới với vụ án tiền bịt miệng liên quan đến mình. Trước khi bước vào tòa thì ông cũng đã đứng lại và cũng tuyên bố một số điều đối với các phóng viên ở phía trước và vẫn một mực kêu rằng phiên tòa này
là một phiên tòa sắp đặt và không hợp lý đối với bản thân ông ấy. Bên cạnh đó thì người ta cũng lưu ý là trước khi vào thì ông có thể nói là có thể ông cũng sẽ trở thành một nhân chứng để khai tại phiên tòa xét xử ông. Tuy nhiên, những cái lời nói như thế này, hiện nay đó, thì ông luật sư Todd Blanche cũng chưa có xác định là liệu cựu tổng thống sẽ nên làm một nhân chứng trong phiên tòa xử mình hay không. Một số những người cố vấn thì nói rằng phiên tòa tại New York hiện nay chỉ là một trò giả tạo và các công tố viên chưa chứng minh được vụ án của họ. Vậy thì tại sao lại phải bận tâm và phải tự đưa mình ra để làm nhân chứng? Là khi mình nói là phiên tòa này không có những cái điểm mấu chốt quan trọng thì tại sao lại phải đứng ra làm chứng với phiên tòa? Thì đó là cái lập luận ở phía những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi với phần nhận định và phân tích với Thầy Lê Diệp qua trường hợp này. Thưa quý vị, nhiều khi khi mà ông Trump ông nói với phóng viên hay là ông nói với các ủng hộ viên của ông là ông muốn được cái cơ hội để mà chính thức biện minh cho mình ở tại tòa án tại Manhattan đó, thì đôi khi cái đó cũng chỉ là một cách mà gọi là nói chuyện cho nó nghe cho nó sướng cái lỗ tai thôi. Chứ thật sự mà cái việc mà ông Trump đứng ra để mà biện minh cho mình tại tòa án là một chuyện mà là nó rất nhiều phong hiểm và chưa chắc là luật sư của ông sẽ cho phép ông làm như vậy. Quý vị biết rằng là khác với lại các cuộc họp báo hay là khi mà đọc diễn văn trước cử tòa đó, thì những gì mà mình nói, không nói hay là nói như thế nào ở tại tòa án là đều bị pháp lý ràng buộc cả. Như là trong những chương trình trước đây có lần tôi đã nói rồi, là ví dụ như những người như là ông Rudy Giuliani hay là luật sư Sidney Powell, khi mà họ họp báo đó thì họ rất là hùng hồ, họ nói rằng là đây là những cái cuộc bầu cử gian lận. Nhưng mà khi mà họ xuất hiện trước tòa án thì cái cách mà họ nói chuyện là nó hoàn toàn nó khác. Tại vì nói chuyện trước tòa là một chuyện mà không nói đùa được. Thì bây giờ trở lại với là tại sao mà người ta nghĩ rằng là ông Trump không có nên tự biện hộ cho mình. Thì cái điều đầu tiên, bên công tố không có quyền bắt mình phải tự biện hộ cho mình. Cái đó là một trong những cái quy định bảo vệ cho người dân được ấn định ở trong hiến pháp của Mỹ. Nhưng mà nếu mà mình đã tự muốn biện hộ cho mình thì mình không được nói dối và mình không đưa ra được những cái sự thật mà gọi là nó bán sự thật. Hãy người ta hỏi là phải nói một cách thành thật. Còn nếu trong trường hợp mà không nói thành thật đó mà bị bên công tố khui ra là mình đã khai man trước tòa án thì là mình sẽ bị mắc vô trong một số các tội danh khác nữa. Đó là cái tội danh mà perjury hay là khai man trước tòa. Thì người ta vẫn nghĩ rằng là cái chuyện mà ông Trump không nên xuất hiện trước tòa án nó an toàn hơn là cái chuyện mà ông đứng ra ông biện minh cho họ. Cảm ơn Thầy Lê Diệp. Vâng, thưa quý vị, theo như cái bài viết của The Politico trong ngày hôm nay đó, thì cũng nhận định như thế này: từ những cái quan điểm pháp lý thì bị cáo có quyền tuyệt đối không cần phải ra làm chứng. Bồi thẩm đoàn được hướng dẫn không đưa ra bất kỳ kết luận nào nếu như sẽ không có những cái bản thân của cựu tổng thống ra làm chứng. Và khi kết thúc những cái cuộc tranh luận này thì các công tố viên không thể đưa bình luận về việc bị cáo không làm chứng. Tức là chúng ta không cần, cựu tổng thống Donald Trump không cần phải ra làm chứng và không ai trách móc gì được chuyện này. Một cựu công tố viên liên bang ở tại phía nam New York là bà Sarah Kristoff, hiện đang làm hành nghề tư nhân, thì cho biết việc cựu tổng thống ra làm chứng có những lợi ích. Chẳng hạn như là từ bục nhân chứng thì ông ấy sẽ có cơ hội để kể về câu chuyện của chính mình và có thể thu hút những cái lập luận để đưa ra để kêu gọi bồi thẩm đoàn có thể ngã về phía mình. Tuy nhiên, bà nói rằng ông ấy có quá nhiều gánh nặng ở đây và câu chuyện của chính ông ấy về những sự kiện này có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Vì thế mà ông ấy có thể sẽ bị cơ quan công tố xem là kẻ nói dối, giống như những điều Thầy Lê Diệp vừa nói đó. Nếu không khéo đó thì có thể trở thành khai man và điều đó rất khó để có thể giữ ông ấy thái độ bình tĩnh và bồi thẩm đoàn có thể sẽ không thích ông ấy. Đó là theo như những cái nhận định như thế này thì có lẽ là cựu tổng thống không nên đứng ra để
tự mình làm nhân chứng trong cái vụ án để xử mình. Nhưng chúng ta sẽ chờ xem trong cái vụ ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào. Cảm ơn phần nhận định với Tyler Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Fix Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Steven Chen Financial, chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Chen, gọi ngay 714-791-2222. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Tân Xanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Dàn karaoke nhà quý vị đang sử dụng là gì? Nếu là analog thì phải nâng cấp thôi. Analog Amplifier đã hoàn thành sứ mệnh đã lỗi thời. Công nghệ karaoke mới nhất bây giờ phải là Digital Mixer. Đây là bộ xử lý trung tâm bộ não của hệ thống karaoke thời thượng với các công nghệ mới nhất hiện đại nhất. Tiếng nhạc sạch sẽ, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, đặc biệt dễ hát, hát lâu không mệt, chống hú cực tốt với nhiều loại micro khác nhau. Digital Mixer thế hệ mới tại Gia Hưng dễ dàng phối ghép, phù hợp với nhiều dàn loa có sẵn hay thậm chí phối ghép cùng dàn nghe nhạc hi-fi high-end có sẵn, chỉ cần đủ công suất là được. Tháng 5 là cơ hội để nâng cấp hệ thống dàn karaoke của quý vị. Nhiều loại digital mixer, power amply, microphone cao cấp đang có giá hấp dẫn tại Gia Hưng Music và Video. Xin gọi cho Gia Hưng 407-704-6970, địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida hoặc vào website yahoomusicvideos.com. Văn phòng thẻ xanh tập trung chuyên về bảo lãnh. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ chọn văn phòng thẻ xanh khi cần bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, fiancé, con cái, anh chị em. Có văn phòng đại diện tại Việt Nam, quận Tân Bình để giúp đỡ cho thân nhân tại Việt Nam. Đặc biệt chứng chỉ về Việt Nam kết hôn, xin thẻ xanh ở lại Mỹ luôn, đổi thẻ xanh, thì quốc tịch Mỹ. Lưu ý, nếu có ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi thì cần phải có người xem trình trạng hồ sơ thường xuyên. Hồ sơ bảo lãnh có thể đã bị đóng mà chẳng ai hay biết gì cả. Xin gọi liền 714-766-3345 hoặc website côngtythẻxanh.com. Quý vị có good credit, có good income và đã từng khai thuế trong 2 năm vừa qua. Nếu quý vị muốn mua nhà hoặc refinance, chắc chắn dễ dàng bởi vì tất cả mọi ngân hàng đều có thể giúp được cho quý vị. Nhưng nếu quý vị không hội đủ những điều kiện đó thì sao? Hãy yên tâm, Steven Chen Financial, chúng tôi chuyên về nâng qualify mortgage home loan có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên 45 tiểu bang toàn nước Mỹ. No income, no tax return, even no job. Không thành vấn đề, hãy gọi ngay cho chúng tôi để tham khảo 714-791-2222 hoặc vào trang nhà của chúng tôi taxhomeloan.com. Chúng tôi có trách nhiệm giúp cho quý vị được tiền lời rẻ nhất, tiền lệ phí rẻ nhất, không rẻ nhất, không phải là Steven Chen. Gửi tiền về Việt Nam nhanh nhất, tiện lợi và an toàn nhất. Gửi tiền 247.com. Quý vị không cần ra ngoài để gửi tiền và người thân không còn phải đợi lâu để nhận tiền. Với dịch vụ gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền về Việt Nam cho người thân rất nhanh chóng, tiện lợi và thông tin được bảo mật 100%. Tiền có thể được giao tận nhà hoặc sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người dân trong vòng 24 giờ. Với 25 năm kinh nghiệm, Hồng Lan chuyển tiền là một thương hiệu đáng tin cậy. Gửi tiền 247.com, gửi tiền 247.com. Nhân dịp mùa lễ báo hiếu cha mẹ, Tân Xanh Yến và nhà thuốc Bắc Tân Xanh với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Một hộp bạch yến Triple A 100g, sale 245 Mỹ Kim, tặng đường phèn và xăm Hoa Kỳ. Giảm ngay 204 Mỹ Kim khi mua một hộp đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng 18.90g. Tặng một gói trà thảo mộc Tam Bảo và một bình giữ nhiệt phi sấp bình. Ngoài ra, xăm Hoa Kỳ một hộp 4 ao mua một hộp tặng một hộp bớt 35%. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712, 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietfix TV.